Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nghe nhạc thường mang tính giải trí, nhưng nó còn có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn. Liệu pháp âm nhạc là một can thiệp được sử dụng để thúc đẩy cảm xúc tích cực, giúp bệnh nhân đối phó với căng thẳng? Tới đây là những lợi ích của âm nhạc đối với sức khỏe. Âm nhạc giúp cải thiện nhận thức Nghiên cứu cho thấy, nhạc nền hoặc nhạc được chơi trong khi người nghe chủ yếu tập trung vào một hoạt động khác có thể cải thiện hiệu suất công việc ở người lớn tuổi. Khi bạn đang thao tác một công việc, hãy xem xét bật một bản nhạc nghe vừa nhỏ làm nền. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm nguồn cảm hứng cho hoạt động tinh thần của bạn, nên cân nhắc chọn các bản nhạc không lời, chơi với nhạc cụ âm nhạc thay vì chọn các bài hát có ca từ phức tạp. Điều này có thể dẫn đến tác dụng ngược, khiến bạn mất tập trung hơn. Giảm stress, âm nhạc thiền định giúp làm dịu tâm trí và thư giãn. Lắng nghe âm nhạc có thể là một cách hiệu quả để đối phó với căng thẳng. Trong một nghiên cứu, những người bị căng thẳng trước đó đã tham gia một trong ba tình huống và sau đó tham gia một bài kiểm tra căng thẳng tâm lý xã hội. Trong đó một số người tham gia nghe nhạc thư giãn, những người khác lắng nghe tiếng nước gợn sóng và những người còn lại không nhận được sự kích thích thính giác Kết quả việc nghe nhạc có tác động đến phản ứng stress của con người, đặc biệt là hệ thần kinh. Những người nghe nhạc có xu hướng phục hồi nhanh hơn sau khi bị căng thẳng. Giúp giảm cân, nghiên cứu cho thấy những người ăn ở các nhà hàng có ánh sáng yếu và nghe nhạc nhẹ đã tiêu thụ ít hơn 18% thức ăn so với những người ăn ở các nhà hàng khác. Âm nhạc và ánh sáng đã tạo ra một không gian thoải mái hơn. Khi cảm thấy thoải mái hơn, họ có thể tiêu thụ thức ăn chậm hơn và cảm nhận cảm giác no tốt hơn. Bạn hãy nghe nhạc nhẹ ở nhà trong khi bạn ăn tối và tạo ra một không gian thư giãn. Cải thiện trí nhớ. Rất nhiều sinh viên thích nghe nhạc trong khi đang học, đó là một lý tưởng tuyệt vời. Một nghiên cứu cho thấy rằng những người tham gia học một ngôn ngữ mới, sự cải thiện kiến thức và khả năng của họ khi họ thực hành hát những từ và cụm từ mới tốt hơn so với chỉ nói thông thường hoặc là nói theo nhịp điệu. Giúp quản lý đau Một nghiên cứu ở bệnh nhân đau sơ cơ phát hiện ra rằng những người nghe nhạc trong một giờ mỗi ngày đã giảm đau đáng kể. Liệu pháp âm nhạc có thể là một công cụ quan trọng trong điều trị đau mãn tính? Một đánh giá nghiên cứu về tác động của âm nhạc đối với việc kiểm soát cơn đau cho thấy những bệnh nhân nghe nhạc trước, trong hoặc thậm chí sau phẫu thuật ít đau và ít lo lắng hơn so với những người không nghe nhạc. Tạo động lực có một lý do chính đáng tại sao bạn thấy dễ tập thể dục hơn trong khi nghe nhạc các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng việc nghe nhạc nhịp độ nhanh sẽ thúc đẩy mọi người tập luyện chăm chỉ hơn một thử nghiệm được thiết kế để điều tra hiệu ứng này đã giao nhiệm vụ cho các học sinh nam khỏe mạnh đạp xe đạp trên một chiếc xe đạp cố định ở tốc độ tự điều chỉnh những người tham gia đạp xe trong 25 phút cùng một lúc trong khi nghe một danh sách 6 bài hát phổ biến khác nhau có các nhịp độ khác nhau, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tăng nhịp độ các bài hát dẫn đến tăng hiệu suất thực hiện đạp, tốc độ đạp và sức mạnh đạp, ngược lại, làm chậm nhịp độ của âm nhạc dẫn đến giảm tất cả các biến đổi này. Nếu bạn đang cố gắng tạo lập một thói quen tập luyện, nên xem xét Việc tải lên một danh sách nhạc có giai điệu nhịp độ nhanh nó sẽ là một trong những động lực giúp bạn tập thể dục hiệu quả hơn. Làm giảm triệu chứng trầm cảm. Liệu pháp âm nhạc có thể là một phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả đối với một loạt các rối loạn tâm thần bao gồm trầm cảm. Một nghiên cứu trên tạp chí Tâm thần Quốc tế cho thấy, ngoài việc làm giảm trầm cảm và lo lắng ở những bệnh nhân mắc chứng bệnh tâm thần như chứng mất trí, đột quỵ và bệnh Parkinson, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng âm nhạc cổ điển và thiền định mang lại những lợi ích rất lớn cho tâm trạng. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung Nhận biết bệnh tay chân miệng qua các giai đoạn mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi để biết thêm nội dung chi tiết một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt